Xin kính chào quý vị, tôi là Tú Trinh. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin FBNC hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 8. Chương trình sẽ bao gồm các thông tin nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh muốn xây gấp 4 trạm quan trắc để đo nồng độ ô nhiễm không khí. Sự cố màn hình ở sân bay Nội Bài chiều ngày 22 tháng 8 chỉ là sự cố kỹ thuật. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vấn đề môi trường sẽ được tổ chức vào ngày mai 24 tháng 8. Quý vị, trước những vấn đề cấp bách về môi trường khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua, thì mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường. Dự kiến hội nghị này sẽ diễn ra vào ngày mai 24 tháng 8 tại các điểm cầu thuộc 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian vừa qua, trên phạm vi cả nước đã xuất hiện nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường được dư luận đặc biệt quan tâm. Đơn cử như vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng làm hải sản chết bất thường ở ven biển miền Trung, hay cá chết tại sông Bưởi trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình. Lý do khiến dư luận đặc biệt lên án trong thời gian qua là nhiều doanh nghiệp đã không chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường. Ngoài ra, bản thân các cấp chính quyền địa phương cũng chưa phát huy đúng vai trò trong công tác giám sát, thanh kiểm tra. Dự kiến hội nghị sẽ có phần trình bày và thảo luận về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường hiện nay và báo cáo của Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm về môi trường. Theo kế hoạch, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đầu cầu trung ương tại Văn phòng Chính phủ và đầu cầu địa phương tại Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Thưa quý vị, cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm qua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với lãnh đạo các tỉnh miền Trung cho thấy vùng biển tại đây đang được cải thiện. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết là sẽ lập các tổ công tác thực hiện chỉ đạo kiểm tra giám sát việc kê khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường do Formosa xả thải gây ra. Liên tục trong những ngày gần đây, các nhà khoa học cùng các bộ ngành liên quan đã thực hiện các cuộc khảo sát và kiểm tra chất lượng nước biển tại 4 tỉnh miền Trung. Qua đó cho biết hiện tỷ lệ ô nhiễm ở các vùng biển này hiện đang giảm xuống đáng kể. Tỉnh Hà Tĩnh là tâm điểm của vụ việc, đã cho biết sẽ lập 6 tổ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc kê khai, xác định thiệt hại tại tỉnh, qua đó đảm bảo nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành có liên quan. Kết quả thực hiện tại các địa phương sẽ được tổng hợp, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh. Nếu phát hiện vi phạm, các tổ phải kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường từng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 9 trạm quan trắc tự động chất lượng không khí. Tuy nhiên mới đây thì sở cũng mong muốn là ưu tiên thực hiện trước 4 trạm với tổng kinh phí vào khoảng 78 tỷ đồng. Lý do được đơn vị này đưa ra là do hàng loạt trạm quan trắc bị hỏng từ 4 năm trước không sử dụng được nên muốn xây mới để theo dõi không khí trong bối cảnh ô nhiễm đang tăng cao. Trong báo cáo của Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số khí độc hại CO, tiếng ồn và bụi tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức báo động khi đã vượt số liệu giai đoạn 2010-2014. Đặc biệt, nồng độ CO được ghi nhận tăng vọt ở nhiều điểm như An Sương, ngã tư Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Hàng Xanh, Gò Vấp. Trước đó, vào năm 2003, thành phố Hồ Chí Minh đã được Na Uy và Đan Mạch hỗ trợ xây 9 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, trong đó 5 trạm xung quanh và 4 trạm ven đường. Tuy nhiên, hệ thống này đến năm 2012 đã xuống cấp trầm trọng, không còn sử dụng được. Hiện thành phố chuyển sang sử dụng hệ thống quan trắc bán tự động tại 16 điểm, thời gian thực hiện là từ 8 giờ đến 9 giờ và 15 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, hệ thống này lại không phù hợp với điều kiện thực tế, bởi sau giờ này, lượng xe tải mới được phép lưu thông. Thưa quý vị, sự cố ở sân bay Nội Bài diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 8 vừa qua đã khiến cho nhiều người lo ngại rằng đây tiếp tục là một cuộc tấn công của tin tặc. Tuy nhiên, đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết là sự cố xảy ra là do lỗi kỹ thuật chứ không liên quan đến tin tặc như vụ việc lần trước. Sự cố ở sân bay Nội Bài xảy ra lúc 14 giờ ngày 22 tháng 8 khi các màn hình hiển thị thông tin chuyến bay ở sân bay Nội Bài, Hà Nội, hiển thị các vệt màu sắc khác nhau và một số thông tin kỹ thuật thay vì thông tin các chuyến bay. Sự việc đã được khắc phục sau 10 phút. Thông tin này khiến cho nhiều người lo ngại tình huống bị tin tặc tấn công khi các máy bay ở sân bay bị tê liệt. Tuy nhiên, theo ông Vũ Thế Việt, giám đốc cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nguyên nhân của sự cố này là do bộ chia tín hiệu đến các màn hình bị trục trặc, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp tín hiệu tại quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines. Đây đơn thuần chỉ là sự cố kỹ thuật chứ không phải là một cuộc tấn công thông tin. Và
Thưa quý vị, chuyên mục mỗi ngày một con số của bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 10,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là nhu cầu vốn đầu tư cho ngành cấp thoát nước giai đoạn từ nay cho đến năm 2020 theo như một tính toán mới đây của Cục Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Bộ Xây dựng. Theo dự báo của Bộ Xây dựng thì dân số đô thị cho đến năm 2020 có thể lên đến 44 triệu người. Tương ứng với đó là nhu cầu cấp nước cũng tăng lên gần 10 triệu mét khối mỗi ngày. Vì vậy cho nên nhu cầu vốn để xây dựng các nhà máy nước mới và nâng cấp hệ thống hiện tại là 3,3 tỷ đô la Mỹ. Còn phần dành cho xây dựng thêm nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt cũng cần đến 6,9 tỷ đô la Mỹ nữa. Hiện tại thì cả nước mới cung cấp được khoảng hơn 7 triệu mét khối nước sạch một ngày cho các đô thị, nhưng lại chịu thất thoát gần 1/4 trong số đó. Còn tỷ lệ thu gom và xử lý được nước thải đô thị thì cũng rất thấp, mới chỉ khoảng 12%. Thưa quý vị, phần tiếp theo của bản tin, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị các thông tin đáng chú ý tại khu vực châu Á. Cảnh sát Thái Lan đưa ra yêu cầu tài xế không được chơi game Pokemon Go trong khi lái xe. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nợ của Mông Cổ.